Dạ thưa tôi uh, bắt đầu uh, tham dự cái cái cái, cái với, với sư cô dự thiện đó là từ hồi nhóm nhóm có mấy người thôi tôi đã theo sư cô dự thiện rồi từ đó đó theo cô á thì cô có chỉ cách làm sao mà cho mình mình phải nhìn lại mình thôi mình đừng có nhìn ai hết trơn á để cho mình không có khổ đau thật sự hồi trước đó thì tôi cũng đi theo bạn bè tôi đi chùa nhiều lắm nhưng mà tôi thấy cái khổ đau trong gia đình tôi cũng vẫn không có bớt được chút nào từ ngày mà tôi đến tôi biết sư cô dự thiện á thì từ đó lần lần tôi mới mở ra cái sự ôm chấp của mình thì mình khổ đau mình cứ giận hờn con cái đồ này nọ đủ thứ chuyện hết á như là tôi sạch mà con tôi nó không có sạch thì trong lúc đó là tôi cũng đã thấy khổ rồi rồi đó trong đầu tôi thấy khổ rồi lớp thì con lớp thì ông xã nhiều khi mình nói gì đó thì ông không có làm theo ý mình đó tại cái đó là cái sự mình muốn thôi mình bắt người ta cũng làm theo ý mình thì mình mới khổ mình mới đau thành ra tôi đi theo cô sư cô diệu thiện thì cô chỉ cách chỉ là khám phá nội tâm của mình thôi mình đừng có mình đừng có nghĩ tới người khác mình đừng có bắt người khác mình bắt người khác tức như mình khổ là không có ai biết hết chỉ riêng mình khổ đau thôi truyền miên Thành ra tôi thấy trong nhà không được vui và không có cái hạnh phúc. Và từ đó tôi theo cô dự thiện là năm nay là được 12, 13 năm rồi. Dạ thành ra tôi thấy mà bây giờ trong gia đình tôi vui vẻ, đầm ấm trở lại. Với là hơn nữa tôi khám phá cái nội tâm tôi, tôi thấy tôi thật sự đó 90% là tôi không khổ đau tôi không có phiền não là tôi thấy là cái sự đó là tôi hạnh phúc vô cùng dạ thưa cái thực tế của tôi đó là tôi thật sự cái tánh kỹ càng lắm mà tôi sống trong gia đình nó con cái rồi nó bày hày nó bài quá trong lúc đó, đó các con tôi nó làm như vậy tôi khổ đau tại tôi tức mà trong người tôi tức bực tức bực tức mà tôi không tìm được cái lý do tại sao mà 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 tôi bắt người ta làm như vậy mà người ta không làm theo ý mình đó thì mình bực tức rồi mình khổ đau thành ra tôi đi theo cô dự thiện đó thì cô chỉ cách cho cái cách mà mình nhìn lại và mình khám phá cái nội tâm của mình làm sao để cho mình bớt khổ và gia đình có hạnh phúc chứ thật sự tôi đi chùa đi chùa bao nhiêu rồi tôi cũng vẫn thấy khổ bấy nhiêu thôi buồn phiền dữ lắm và theo tôi thấy đó thì mình đừng có cái đầu óc của mình đó đừng có nghĩ đừng có hiểu lầm và đừng có nghĩ tới cái người khác mình cứ đoán thôi mình 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 đừng có nên làm như vậy như mình đoán à người này về người kia người kia mình đoán như vậy đó là trật hết với là mình cái hiểu lầm đó là cái 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 khổ nhất. Mình nghi, mình kỵ, mình hiểu lầm đó theo tôi thì bây giờ là tôi giải tỏa được mấy cái đó hết á. Thí dụ như mình nấu thức ăn đó về mà mình nói chồng hai con mình ăn, cái nó nói con không muốn ăn đó, con muốn ăn cái khác. Đó là tự ý mình thôi, tự ý mình muốn nấu cho gia đình mình ăn thôi nhưng mà họ nhiều khi họ về họ mệt họ muốn ăn những đồ nước hoặc đồ lỏng đồ đồ các thứ mà có nước còn như tôi nấu những cái món tôi nói tôi nói là tôi nấu ngon nhưng mà cái người khác về nó mệt quá người ta không ăn được mình bắt người ta ăn người ta không ăn cái bắt đầu mình giận mình buồn cái đó là cái cái cái, 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 cái kinh nghiệm của tôi bây giờ tôi được giải tỏa những cái đó hết cái đó là theo cái sự mình hiểu lầm thôi mình muốn thôi bây giờ mình đừng có muốn mình cứ chỉ ngó lại trong cái nội tâm của mình thôi và cái cách cô dự thiện nó hướng dẫn đó thì cô biểu mình đó, nhìn lại trong cái nội tâm của mình thôi mình đừng có nhìn cái cái người khác mình chỉ mình khám phá cái nội tâm mình nè à. tại sao mình đau khổ Tại sao cái gì cũng vậy do cái sự của mình làm cho mình đau khổ thôi. Trong lúc mà mình đau khổ đó, đó những người thân của mình hay là những người bạn bè gì, người ta không có biết mà mình chỉ ôm ấp cái sự đau khổ đó thôi. Cái đó là cái sự muốn của mình, cái sự chấp ngã mà của mình thôi. Mình phải khám phá ra trong cái nội tâm của mình thôi, mình đừng có nhìn ai. Và mình đừng như vậy đó, tôi thấy bây giờ trong gia đình tôi rất là vui vẻ mà tôi không có khổ nó hồi đó tôi khổ dữ lắm tôi đầu tôi nhức bưng bưng mà không bao giờ tôi được có một cái nụ cười trong trong gia đình mà từ ngày tôi theo cô dự thiện giờ cô chỉ cách cách mà mở rồi khám phá nội tâm nó tôi rất là, là 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 vui mừng thành ra trong gia đình tôi bây giờ là hạnh phúc lắm Dạ thưa thì thưa theo tôi đó thì uh, khuyên quý vị đó tất cả những là các em các con các cha mẹ ông bà thì trong thế nào tôi theo tôi cái tôi lấy cái 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 cái, cái kinh nghiệm trong gia đình tôi đó thì cái gì mình cũng đừng có bắt người ta mình đừng có muốn hết á trong lòng mình à, muốn mà trong lúc người ta không muốn đó lại mình phiền giận thì uh, xin quý vị có thì giờ đến phổ môn thiền viện rồi gặp uh, sư cô Diệu Thiện, sư cô sẽ chỉ cách cho quý vị khám phá nội tâm. Thì như vậy là tôi thấy uh, trong gia đình mình thật sự vui vẻ, cũng như con cái mình cũng vậy nữa. Mình bắt nó đi học bác sĩ mà nó không muốn chính trong gia đình tôi đã đã bị rồi bây giờ đó có cháu cháu nội mà cha nó bắt nó đi học bác sĩ thì nó cũng nghe nó học trong lúc nó còn một năm nữa ra ra trường thôi bây giờ nó tự nhiên nó bỏ ngang nó muốn đi học cái ngành khác thành ra tôi thấy cái đó là những quý vị mà làm cha làm mẹ nên nên đi tới sư cô diệu thiện để khám phá sư cô chỉ cách cho quý vị khám phá nội tâm thì chắc có lẽ tất cả tôi gia đình tôi riêng gia đình tôi và tôi nghĩ tất cả quý vị gia đình các quý vị làm cha làm mẹ các con nữa chắc sau này đó đến cô dự thiện rồi sẽ thấy cái, cái niềm vui và cái niềm hạnh phúc trong gia đình từ cha mẹ con cái dạ phổ môn thiền viện này đó thì vô đây đó thật sự đó là uh, thiền hình như là mỗi tuần á sau này đó lúc trước thì tôi đi thường thật sự sau này đó tôi um, bận mà ông xã tôi bây giờ ông xã tôi bệnh mất trí nhớ thành ra tôi không có thường xuyên vô vô thiền viện thì có những các lễ lớn và có từng nào mà tôi con tôi nó có ở nhà đó thì tôi đi tôi đi vô thiền viện tôi học hỏi thêm sư cô có chỉ cái gì thêm mà có lợi ích cho gia đình mình đó. thì tôi cố gắng tôi đến tôi học hỏi dạ tôi cũng mong là uh, quý vị phụ huynh các con các cháu rồi đó thì dù có dịp rảnh rỗi thì ghé thiền viện phổ môn đến để khám phá nội tâm cái khám phá nội tâm rất là có ích lợi cho gia đình mình